Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đi hướng dẫn các bạn hạch toán chứng từ số 3. Bây giờ các bạn hãy mở cái chứng từ số 3 của các bạn lên nhé. Đây là chứng từ số 3. Ở chứng từ số 3 là một hóa đơn giá trị gia tăng. Hóa đơn thức ăn, thức uống. Thì đối với hóa đơn thức ăn, thức uống thì các bạn lưu ý nè. Ngoài cái hóa đơn ở đây nếu như mà ghi chung chung như thế này thì cần phải có một cái bill chi tiết đi kèm với hóa đơn này nhé, để đảm bảo cái chi phí của mình được tính vào chi phí được trừ ha. Thì hóa đơn này thanh toán bằng tiền mặt. Thì đối với những chứng từ mà thanh toán bằng tiền mặt như thế này thì chúng ta có thể vào có hai cách để chúng ta có thể là hạch toán. Một là vào mua hàng, một là chúng ta có thể mua hàng và chúng ta tạo ra cái mã dịch vụ. Rồi sau đó chúng ta hạch toán trong phân hệ mua hàng cũng được ha. Hoặc là chúng ta có thể vào chi tiền tiền mặt nha. Ở chứng từ số 2 thì mình đã hạch toán ở trong phân hệ chi tiền rồi. Cho nên ở chứng từ này mình sẽ hướng dẫn các bạn hạch toán trong phân hệ mua hàng sẽ như thế nào ha. Và ở chứng từ này mình sẽ hạch toán cái chi phí này vào chi phí quản lý ha. Chi phí quản lý và phản ánh tiền thuế. Bây giờ mình sẽ mở phần mềm Visa lên ha. Rồi chúng ta sẽ vào phần mềm Visa. Thì ở đây sẽ có phân hệ mua hàng, chúng ta sẽ vào phân hệ mua hàng. Và ở đây có phân hệ mua hàng, chúng ta sẽ vào phân hệ mua hàng và sẽ đi vào cái phân hệ là chứng từ mua dịch vụ. Vì đây là cái hóa đơn dịch vụ cho nên chúng ta sẽ vào chứng từ mua dịch vụ nha. Rồi thì đây là chứng từ mua dịch vụ các bạn. Thì ở trong cái phần chứng từ mua dịch vụ ở đây chúng ta lưu ý một số điểm. Thứ nhất, đầu tiên là cái chứng từ hóa đơn này, chứng từ này đã thanh toán hay là chưa. Thì ở đây là chứng từ chúng ta thanh toán ngay bằng tiền mặt nên ở đây sẽ click vào thanh toán ngay ha. Và ở đây thanh toán ngay bằng tiền mặt hay là ủy nhiệm chi thì chúng ta sẽ chọn ha. Rồi có nhận kèm hóa đơn hay là không, được chưa? Nhận kèm hóa đơn. Rồi ở đây mình nhớ là mình sẽ chọn nhà nhà cung cấp ha. Thì nhà cung cấp của chúng ta thì nếu như chúng ta chưa tạo ra thì bây giờ chúng ta sẽ tạo ha. Chúng ta sẽ tạo nhà cung cấp bằng cách click vào dấu cộng này. Sau đó chúng ta sẽ nhập mã số thuế vào. Sau đó chúng ta sẽ nhập mã số thuế vào ha. Không ba một năm tám tám sáu ba hai tám. Rồi chúng ta sẽ click vào lấy thông tin. Sau đó chúng ta cắt. Người nhận tiền. Ở đây chúng ta thấy người mua hàng là Lê Thị Thắm. Cho nên là cái người này sẽ tiếp khách xong thì về công ty thanh toán lại, nên ở đây chúng ta ghi lại người nhận tiền là Lê Thị Thắm đi ha. Rồi ngày ngày hạch toán ở đây là chúng ta cho chi là ngày 17 hoặc là chúng ta chi trong ngày 18 cũng được ha. Ngày 17 là ngày của hóa đơn, 17 tháng 9 là ngày của hóa đơn ha. Ví dụ như Lê, chúng ta có thể là cho sau một ngày cũng được, không sao cả nha, hoặc là cùng ngày hóa đơn cũng được ha. Ở đây thì chúng ta phải chọn cái mã dịch vụ nó khác với chi tiền mặt ha. Chi tiền mặt thì chúng ta không có phải chọn mã dịch vụ, được chưa? Và chúng ta sẽ ghi diễn giải là chính, chúng ta sẽ ghi diễn giải thôi. Còn ở đây thì chúng ta phải tạo ra mã dịch vụ trước. Thì ở đây chưa có dịch vụ ăn uống này thì chúng ta sẽ chọn ra mã dịch vụ ha. Ví dụ như ở đây chúng ta có thể ghi là ăn uống chẳng hạn ha. Rồi tên có thể là ghi thức ăn thức uống ha, hay là chi phí tiếp khách gì đó ha. Rồi tài khoản chi phí của chúng ta
ở đây là dịch vụ ha, tính chất là dịch vụ, và cái nhóm ở đây thì chúng ta cũng sẽ chọn ha, ở đây là dịch vụ. Rồi ở phần chi phí ở đây thì chúng ta đưa vào chi phí, những cái phần này là dịch vụ mua vào, cho nên tài khoản doanh thu thì như chúng ta không có bán ra thì chúng ta có thể là để yên đó cũng được, không thì chúng ta xóa đi, quan trọng là cái chi tài khoản chi phí ở đây chúng ta để 627 ha. Rồi cái dịch vụ này thường thông thường thì thuế là 10%, thế rồi vào sẽ 10%, nên là chúng ta sẽ để 10% và bấm cắt. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn dịch vụ ăn uống đó. Và ở đây là tài khoản chi phí đó, số 27. Rồi chúng ta sẽ qua số lượng, ở đây thì chúng ta có thể là để bằng bằng một hay là để không cũng được ha, chúng ta có thể hạch toán bằng thành tiền thôi. Chúng ta sẽ nhập số tiền, ở đây là số tiền chưa không có VAT nha, 1.198.820. Rồi ở tập thuế này chúng ta kiểm tra lại ha, thì ở đây là thuế trị tăng 10%. Rồi hóa đơn, số hóa đơn thì chúng ta sẽ nhập vào số hóa đơn vào. Rồi ngày hóa đơn 7 tháng 9. Rồi nhóm hàng hóa dịch vụ mua vào ở đây là số 1 ha. Như vậy khi mà vào phân hệ chứng từ mua dịch vụ hay là chứng từ mua dịch vụ hàng hóa, chúng ta vào cái phân hệ mua hàng thì nó khác với vào phân hệ quỹ ha. Quỹ thì chúng ta phải hạch toán thêm ở cái dòng dịch vụ, chúng ta hạch toán thêm cái bút toán thuế giá trị gia tăng đầu vào. Còn ở đây thì chúng ta không cần phải hạch toán thêm một dòng nữa ở bên tích thuế ha. Rồi xong cái này thì chúng ta sẽ kiểm tra lại xem cái tổng số tiền nè, tiền dịch vụ, tiền thuế, tổng số tiền xem thử khớp với hóa đơn, số tiền trên hóa đơn hay là chưa ha. Đó. Sau khi chúng ta hạch toán trên phần mềm xong, chúng ta sẽ kiểm tra là cái số tiền ở đây xem thử khớp với hóa đơn ở đây chưa ha. Rồi chúng ta bấm cắt. Rồi như vậy là chúng ta đã đi xong cái chứng từ số 3. Hẹn gặp lại các bạn ở trong bài hướng dẫn tiếp theo.